Xin chào cô chú anh chị nha. Mình là Khoa, nhà đất Tiền Giang, thuộc khu vực Tân Phú Đông. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái thửa đất nền từ vị trí trụ ranh ha. Ngang qua đó là 5m, rất là rộng rãi luôn ha. Chạy dài là 21m. Nền mình thì sổ hồng riêng sẵn ha. Xe hơi mình vô tới đất nha cô chú anh chị. Ở đây thì thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cách chợ, cách Bách Hóa Xanh, ngân hàng, chợ huyện, ủy ban huyện, ủy ban xã chỉ có 600m bán kính là đầy đủ ha. Trường học, đường này là đường thông vô Bến Phà, Bãi Lèo. Tiếng này thì xe qua lại tấp nập mỗi ngày ha. Thì bên đó là một cái xã đảo của huyện Tân Phú Đông. Thì bên đó học sinh bên tiểu học cấp 1, cấp 2 thì họ phải qua bên huyện Tân Phú Đông này để đi học ha. Thì đây chạy ra chừng 300m nữa mình đụng cái trường học, trường mầm non. Trường mầm non thì nằm trên tuyến đường này luôn ha. Đây thì điện nước wifi đầy đủ, có đèn đường thắp sáng. Khu vực nhà cửa đông dân. Thì về tương lai thì nhà nước sẽ xét duyệt cho cái xã Phú Thạnh này có thể là tương lai lên thị trấn ha. Giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 230 triệu một nền. Nền mình nền số đây nha, và chỉ còn một nền duy nhất số 10 ha. Đây, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mà muốn tìm hiểu, quan tâm thửa đất này thì cứ alo trực tiếp cho Khoa ha, hoặc kết bạn Zalo. Thì số điện thoại là 033 444 7430. Số đó là Khoa có sử dụng Zalo ha. Hoặc một số điện thoại nữa là Mobi là 0766 450 076. Thì vị trí đất của mình ở đây á, cách Sài Gòn là 70km ha. Tuyến phà gần nhất để quý anh chị từ đất liền đi về đất là mình đi tuyến phà Tân Long nha cô chú anh chị. Từ đây mình ra bến phà Tân Long tầm khoảng 800m. Mình qua phà Tân Long là mình tiếp giáp với huyện Gò Công Tây ha. Mình chạy thêm 10km nữa là mình đụng thị xã Gò Công. Từ thị xã Gò Công mình lên thêm chừng 40km nữa là mình lên tới thành phố Hồ Chí Minh ha. Rất là tiện lợi tuyến đường đi luôn. Thì Phú Thạnh này gần một số dự án bắt đầu tuyến đường ven biển miền Tây ha. Thì từ Long An mình bắt qua thị xã Gò Công và bắt qua huyện Tân Phú Đông này để liên thông qua bên Bến Tre luôn ha. Và đi về các tỉnh cho tới Cà Mau luôn. Rồi cô chú anh chị mà muốn quan tâm tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Khoa. Lô này thì sổ hồng riêng sẵn, chuyển nhượng sang tên công chứng cho cô chú anh chị luôn ha. Khoa xin nhắc lại diện tích là 521, có 100m² thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm. Là anh mình thì cô chú anh chị thấy ha, bằng mặt lộ luôn ha, bơm cát rất là dễ luôn. Quý anh chị vô thì xây dựng được luôn ha. Trụ ranh đuôi của mình có sẵn rồi nha cô chú anh chị. Thì giá là 230 triệu, thì bên Khoa bao toàn bộ chi phí sang tên chuyển nhượng cho cô chú anh chị luôn, rất là rẻ. Khu vực tiềm năng Bến Phà, đường đan trước đất mình là đường đan 4m, đường 4m, đan 3m, đường liên xã Phú Thạnh và Tân Thạnh ha. Thích hợp cho cô chú anh chị về đây làm nhà vườn, mình có thể tận dụng cái này để mình buôn bán luôn ha. Khu vực cũng đông đúc, xe qua lại tấp nập hàng ngày. Rồi quan tâm thì liên hệ cho em ha. Và Bất Động Sản Tiền Giang tư vấn và dẫn quý anh chị xem đất ha.